ngày 20 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip của người nhà bệnh nhân phản ánh việc tiếp đón cấp cứu người bệnh chậm trễ tại Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xác minh báo cáo nhanh về Sở Y tế, họp hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình đón tiếp, theo dõi và xử trí đối với trường hợp bệnh nhân nêu trên, xử lý các vi phạm nếu có theo quy định hiện hành. Sau khi giả soát lại quy trình tiếp đón, cấp cứu bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo ban đầu về vụ việc. Theo báo cáo của bệnh viện, bệnh nhân nữ 64 tuổi ở huyện Triệu Sơn bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ 3 lần một tuần hơn 2 năm nay tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngày 19 tháng 7, sau khi bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại trung tâm thận lọc máu K4 kết thúc lúc gần 21 giờ, gia đình đưa về nhà. Trên đường về, bệnh nhân thấy mệt mỏi, đau lưng, khó thở nên được gia đình đưa quay lại bệnh viện để điều trị. Bệnh nhân vào trung tâm cấp cứu lúc 21 giờ 50 phút trong tình trạng mệt mỏi, tức ngực khó thở đã được bác sĩ Lê Đức Sơn và kiếp trực khẩn trương thăm khám, đo huyết áp, làm điện tim, cho thở oxy qua gọng kính, mời bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác sĩ nội thận Hội Trần đồng thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ bệnh án theo quy chế. Trong thời gian hoàn thiện các thủ tục hồ sơ bệnh án, đến khoảng 22 giờ 25 phút, bệnh nhân xuất hiện đau ngực nhiều và được làm lại điện tim lúc 22 giờ 28 phút, có biểu hiện nhồi máu cơ tim. Đến 2 giờ 30 phút, bệnh nhân đột ngột ngừng tim. Đã được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong thời gian 1 giờ 30 phút nhưng không thành công. Bệnh nhân tử vong lúc 0 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2024. Chẩn đoán khi tử vong: ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp, suy thận mạn giai đoạn cuối, đang chạy thận chu kỳ.